Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của sáng tạo Olympus. Hôm nay thì vẫn như mọi khi, mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái thủ thuật nhỏ thôi. Chúng ta sẽ xử lý toàn bộ những cái phần viền trắng khi các bạn tách tóc. Các bạn sẽ thấy là sản phẩm của chúng ta khi mà tách xong ạ, bằng Refine Edge hoặc là bằng Channel hoặc là bằng Kara rang, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần viền trắng nó sẽ vẫn còn ở trên tóc. Vậy thì có cách nào đó để chúng ta xử lý thật là nhanh các cái lỗ nhỏ này thì đơn giản thôi. Đầu tiên là các bạn tách tóc xong này, hãy tạo cho mình một cái layer mới, sau đó ấn an này, đặt con trỏ chuột vào giữa hai cái layer này, các bạn kích chuột trái vào đây, chúng ta sẽ clipping mask nó vào nhé. Mục đích clipping mask là gì? Là chúng ta sẽ xử lý chỉ ở trong cái vùng chọn cô gái này thôi, chúng ta sẽ không xử lý ra bên ngoài. Sau đó thì các bạn hãy để cho nó cái chế độ hòa trộn là hash line. Tiếp đến là các bạn sử dụng cái công cụ eyedropper tool này này, phím tắt là Y, chọn vào cho mình cái phần màu đậm nhất trên cái mái tóc này giúp mình. Đó, sau đó thì sử dụng cái công cụ là brush tool, các bạn hãy nhớ nhá, cái opacity đầu tiên các bạn cứ để là 100%. Các bạn bôi lên này, các bạn thấy không? Các bạn nhìn thấy là nó bị tím đúng không nào? Vậy thì các bạn Ctrl Z lại, kích đúp vào cái phần màu, chúng ta hãy chọn cho mình về cái phần màu nhạt hơn chút. Sau đó là các bạn hãy bôi hết cái phần tóc bị dính cái phần màu trắng giúp mình nhá. Vậy là xong rồi nha các bạn. Bây giờ các bạn hãy tắt cái con mắt ở cái phần clipping mask đi. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là ảnh gốc này, còn đây là ảnh mà sau khi chúng ta đã sử dụng cái thủ thuật này. Và các bạn hoàn toàn có thể thay đổi cái màu khác nhau. Ở đây mình sẽ ví dụ nhé, các cái màu, ví dụ như là mình sẽ chọn ra những cái gam màu khác. Các bạn sẽ nhìn này, cái tóc của nó vẫn là ăn nhập hoàn toàn với nền. Rồi, và cái nội dung của mình cũng chỉ đến như vậy thôi. Nếu như bạn nào yêu thích cái nội dung của bên mình thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nha. Tạm biệt.